Xin chào tất cả các anh em nha. Video nằm giới thiệu các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 6 token LCS từ sàn La Token nha tất cả anh em. Để tham gia giá hôm nay tất cả anh em cần phải click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản trên sàn La Token và KC Level 2 nha tất cả anh em. Sau khi tất cả anh em đăng ký và KC Level 2 gọi click phần link thứ hai của mình mở cái Telegram cái chat chatbot nha bạn thì bạn bấm nút start nè. Đối với những bạn nào mới đã chatbot trên đối với bạn nào cũ chưa chatbot trên sàn La Token thì các bạn bấm nút start cập nhật email tài khoản trên sàn La Token vào các bạn. Còn đối với những bạn nào đã từng chatbot trên sàn La Token thì bấm nút start nè. Rồi bấm nút don nha các bạn. Sau khi bạn like và retweet tại Twitter thì bạn bấm I don't chat it nha các bạn. Rồi các bạn tweet bot thì các bạn gọi bạn bấm I don't chat it nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram các bạn bấm I don't chat it nha các bạn. Rồi bấm follow Twitter thì bấm vào idon chat x các bạn là một nằm dưới đây nè các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group các bạn bấm idon chat x các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group nữa idon chat x tiếp tục này. Follow Twitter thì idon chat x nè. Thì nhiệm vụ của các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ bấm vào idon chat x là xong nha các bạn. Thì sau này tôi cần nó sẽ trả về sàn là tôi cần nè các bạn. Trả về email mình nè. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.